Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định số 250 và 252 về việc phê duyệt và công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, kết quả xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở ban ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, khối các sở ban ngành tỉnh có 7 đơn vị xếp loại xuất sắc, gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Giao thông Vận tải. Khối Ủy ban Nhân dân cấp huyện có 4 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là các huyện Văn Lâm, Khói Châu, Thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Về kết quả xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, có 11 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với kết quả công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện năm 2021, có một đơn vị xếp loại tốt là Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử đạt 82,02 điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ vào các kết quả đã công bố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp huyện và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan đơn vị trong các năm tiếp theo.